thousand years later. Rồi, mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube 8XKTV của mình nhé các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để chia sẻ đến các bạn là cái cảm nhận của mình ha về cái nhớt Repsol Resin nè các bạn. Đó, trải qua là khoảng 1.800 km sử dụng nè các bạn. Đó, chạy 1.800 km sử dụng. Thì cái nhớt này nè các bạn. Thì hôm trước á là mình có làm một cái video clip để chia sẻ đến các bạn là cái cách hướng dẫn đến các bạn là cách mà thay nhớt đúng cách đó các bạn. Đó thì là mình có thay nhớt này ha. Trước đó thì mình sử dụng cái nhớt tổng hợp hãng Honda 311.000 ha. Rồi sau đó là mình mới chuyển qua xài thử cái nhớt Repsol Resin này xem nó như thế nào ha. Tại vì có nhiều thông tin á là nói là nhớt này là chạy nè, im bốc các bạn. Đó, giá thì nó mềm hơn là cái nhớt tổng hợp Honda rất là nhiều. Nhớt kia thì 311.000 một lít 2, còn nhớt này mình mua là 239.000 một lít 1 nha các bạn. Đó, thì trải qua 1.800 km chạy ha, tất cả các cái điều kiện luôn, mình đi tour khoảng 130 km có rồi, mình đi nội thành có ha, rồi mình chạy đường thoáng cũng có ha, đường tổng hợp cũng có. Rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ làm cái video clip để chia sẻ cái cảm nhận của mình về cái nhớt này ha, xem là nhớt này nó có ưu điểm gì, nhược điểm gì, có đáng để cho chúng ta sử dụng không các bạn. Rồi đây, Odo hiện tại là 7.922 km các bạn. Đó, ở video clip trước thì mình thay nhớt Repsol Resin này ở Odo là khoảng 6.100 các bạn. Tính ra thì cái bình nhớt này mình chạy chỉ mới được có 1.800 km thôi, nhưng mà mình quyết định là làm cái video clip này để chia sẻ cảm nhận của mình về cái nhớt này đến các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái phần ưu điểm của nó trước nha các bạn. Đó, ưu điểm của nó so với cái nhớt tổng hợp của Honda 311.000 là nhớt này nó rẻ hơn nha các bạn. Đó, nó rẻ hơn. Là nhớt này 1 lít 1 nó chỉ có 239.000 thôi các bạn. Đó, nó rẻ hơn là gần 100.000 so với cái bình nhớt kia. Nhớt kia thì được 1 lít 2, còn nhớt này á là một bình 1 lít kèm thêm 100ml nhất chiếc nữa mà nó chỉ có 239.000 thôi. Đủ để các bạn thay một lần ha. Nhớt kia thì mình còn dư được 100ml, còn nhớt này mình thay là vừa đủ luôn. 239.000 đó, mình chỉ thấy được cái ưu điểm của nó là giá rẻ hơn thôi. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái phần nhược điểm của nó. Thì nhược điểm của nhớt này nè các bạn, mình thấy là có nhiều bạn nói là nhớt này chạy im bốc ha, nó là cấp nhớt là 10-40 nữa các bạn. Nhớt này thì cũng là nhớt tổng hợp luôn, tổng hợp hoàn toàn 10-40, cấp nhớt 40. Đó, mà nhiều bạn nói là nhớt này á, chạy im bốc, nhưng mà chạy qua 1.800 km các bạn, mình thấy nhớt này chạy nó rất là nặng máy các bạn, nó không có hề bốc nha, mà nó cũng không có im luôn nữa. Đó, mình thấy là nó cũng không có im luôn, nó nhớt 40 nhưng mà cái về cái độ im là nó, mình thấy nó cũng như cái nhớt kia thôi. Đó, nó cũng như cái nhớt tổng hợp của Honda thôi, 311.000 thôi, chứ nó không có im hơn nha các bạn. Đó, mà thậm chí mình thấy nhớt này nè, mình chạy á là cái cảm giác là nó nặng hơn cái nhớt đó rất là nhiều. Nhớt kia thì 30 thì nó lỏng rồi, nó nhẹ. Đó, nhớt này 40 thì mình thấy nó nặng hơn rất là nhiều, xe chạy ì nha các bạn, nó không có bốc nha. Đó, chứ không có như là lời mà các bạn mà đồn mà nói nhớt này rẻ nhưng mà chạy im bốc hơn nhớt hãng các bạn, nó hoàn toàn không có nha. Đó, nhớt này chạy mình thấy không im mà nó cũng không có bốc luôn nữa, nó chạy rất ì máy. Mình thấy là chạy tới 1.800 km thì mình phải thay, là các bạn hiểu rồi đó, cái nhớt
tổng hợp của Honda các bạn. Đó. Cái nhất tổng hợp của Honda là mình chạy 2000 km rồi á, thì mình thấy là nó vẫn còn ngon hơn là cái nhất này chạy 1800 km nữa. Đó, nhất này chạy 1800 km mình thấy là nó thua cái nhất kia chạy 2000 km rồi, nên bắt buộc mình phải thay các bạn. Đó, này mình làm cái clip thay nhất này. Đó. Đó. Là không có im các bạn. Đó. Nó nhớt 40 nhưng mà không im nha, mà chạy cũng không có bốc luôn nữa. Đó. Rồi á, nó thậm chí các bạn, mình chạy cái nhớt tổng hợp Honda là mình không gặp cái trường hợp là cái quạt gió cái nước nó quạt các bạn. À, còn cái nhớt Repsol Racing này thì thường xuyên luôn các bạn. Đó, mình chạy từ nhà mình xuống nhà của vợ mình đó, là 65 km là quạt nó quay xè luôn các bạn. À, còn cái nhớt mà tổng hợp Honda đó, tuy là nó là nhớt 30 nhưng mà không có gặp tình trạng đó các bạn. Đó, nhớt cái nhớt tổng hợp Honda 311.000 á là mình chỉ gặp một lần á, là khi mà mình chạy từ nhà mình lên thành phố Hồ Chí Minh các bạn, lên Thủ Đức mình đi học á, mà cái bữa đó là cái kẹt xe rất là dữ các bạn. Đó, kẹt xe rất là dữ cho nên là khi mình chạy lên tới nhà trọ luôn thì nó mới nghe cái quạt gió nó quạt cả nước nó quạt thôi. Đó, còn cái nhớt Repsol Racing này nè là thường xuyên luôn. Đó, mình chạy là thường xuyên luôn, ngon như lần nào mà mình chạy về nhà vợ mình á, 65 km là đều quạt hết. Đó, quạt quay xè luôn. Đó, thấy quạt mà thấy là xót xe luôn các bạn. Đó, nhớt 40 ha, cấp nhớt 40 tổng hợp mà chạy không có im gì hết. Đó, bốc không có mà cũng không có im luôn. Đó, chạy coi như là quạt két nước nó quạt liên tục. Đó, do nóng máy các bạn. Đó, nó không có mát máy cho nên là nó mới quạt liên tục luôn. Đó, cho nên là mình làm cái video clip này để chia sẻ đến các bạn ha, về cảm nhận của mình về cái nhớt Repsol Racing trải qua 1800 km sử dụng các bạn. Đó, nhớt này thì mình chạy có việc á, mình chạy từ nhà mình xuống nhà vợ mình xong rồi mình chạy lên liền á là 65 nhân 2 là khoảng 130 km các bạn, thì nó cũng giống như là một tour á. Đó, một tour 130 km á, thì mình thấy nhớt này nè không bằng cái nhớt tổng hợp của hãng Honda các bạn. Đó, không bằng. Đó, quay xè luôn, nó quay mà các bạn chạy mà các bạn có thể cảm nhận được cái tiếng quạt cái nước nó quay luôn các bạn. Đó, chứ lúc trước mình xài cái nhớt tổng hợp Honda các bạn là không có gặp ha, chỉ có gặp một lần duy nhất là khi mình đi lên thành phố mà bị kẹt xe thôi. Đó, còn cái nhớt này là thường xuyên bị luôn, là chứng tỏ nhớt này nó không có im, không có mát máy nha các bạn. Đó, rồi nó chỉ được có cái ưu điểm là nó rẻ hơn cái nhớt kia thôi à, chứ ngoài ra là mình thấy là nó không có được cái gì hơn cái nhất kia đó. Rồi thì sau cái clip này á thì mình sẽ tiến hành đó, sau cái clip này nè mình sẽ tiến hành mình thay cái nhất Phút đó, mình thay nhất Phút Circulen các bạn. Đó, mình sẽ đi là cấp nhất là 30 đó. Rồi, còn một điều nữa các bạn. Còn một điều mình quên nói nữa là cái nhớt này nè các bạn. Khi mà các bạn chạy cái nhớt này á thì xe của các bạn cực kỳ hao xăng nha các bạn. Đó, cực kỳ hao xăng. Là mình chạy á là với cái mức ga mức tua là giống như là cái nhớt tổng hợp của Honda luôn, nhưng mà ở cái video trước mình đánh giá thì cái nhớt Honda các bạn thì cái xe mình á nó rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn. Là cái mức tiêu hao nhiên liệu á là nó phải là từ 60 km trở lên, 60 km 1 lít trở lên, 60 km 1 lít trở lên. Đó, thậm chí là mình chạy có lúc là được 70 km 1 lít luôn các bạn. Đó, nhưng mà mình nói là trung bình á chạy cái mức trung bình các bạn là từ 60 đến 65 km 1 lít, nhưng mà cái anh Repsol Racing này nè các bạn. Đó, nó khi mà các bạn chạy cũng giống như là các bạn chạy với cái nhớt kia luôn ha. À, tua với ga là giống như kia, nhưng mà anh này cực kỳ hao xăng, xe cực kỳ hao xăng tại vì nó nặng máy các bạn. À, nó nặng máy cho nên là chạy cái nhớt này nè thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của các bạn là nó chỉ tầm là khoảng 50 đến 55 km lít thôi các bạn. Đó, cho nên á là có nhiều bạn ha, tại sao mà các bạn á là
thắc mắc là tại sao là xe là có người á là chạy được 60-65 km/h, còn xe của mình thì chạy 50-55 km/h. Thì mình nghĩ là do cái thằng nhớt này nè. Đó. Đó, do cái thằng nhớt này nè. Do thằng nhớt 40 cấp 40 nữa các bạn. Đó, nó nặng máy các bạn, cho nên là khi mà các bạn chạy thì các bạn muốn chạy mức ga đó, vận tốc đó thì các bạn bắt buộc các bạn phải chạy ga cao hơn tí ha, để cái xe của mình nó đạt được cái mức tua cũng như là cái vận tốc đó, cho nên là nó bắt buộc có hao xăng hơn các bạn. Đó, nó nặng máy hơn, hao xăng hơn, cho nên là ông này nè, cái nhất này á, là cực kỳ hao xăng luôn. Mình chạy là chỉ có to, mình thấy á là có lúc mình mà tiết kiệm nhất luôn á, mình chạy mà gọi là cái mức tua mức tua mà 4.000 á, số 6 mà 4.000 mà mình giữ ga là giống như lớp trước mình nói á, là nếu như mình chạy cái nhớt tổng hợp Honda nè các bạn, là mình được 70 km/h thôi, không thì cái nhớt này đó chỉ được có 60 km/h thôi nha các bạn. Đó, chỉ được 60 km/h thôi. Còn bình thường á, các bạn chạy bình thường á thì chỉ được có 50-55 km/h thôi. Cái đó là mình đã trừ hao cái sai số mà do cái đồng hồ của mình đo các bạn. Đó, nên là tối đa chỉ được có 50-55 km/h thôi. Đó, cho nên là anh này rất là hao xăng. Đó. Rồi. Vừa qua thì mình đã chia sẻ đến các bạn cảm nhận của mình về cái ưu và nhược điểm của cái nhớt tổng hợp Repsol Racing ha. Thì chia sẻ đến các bạn để các bạn phần nào có thể biết được ha, ưu nhược điểm của nó, để các bạn có thể lựa chọn để sử dụng cho phù hợp các bạn. Rồi, video thì sau clip này mình sẽ thay cái nhớt này. Đó, mình sẽ thay thử cái nhớt Food Sicolen ha, cấp nhớt là 10W30. Nhớt này thì 100% tổng hợp, 100% ST các bạn, gốc ST các bạn. Đó. Rồi. Mình thì mình cũng nghe nhiều người nói là cái nhớt này nó tốt ha. Đó, nhớt này nó tốt, nhưng mà nó nhiều người sử dụng là cấp nhớt 40, nhưng mà mình sẽ thay thử cái nhớt Sicolen này là ở cấp nhớt 30 xem như thế nào các bạn. Thì mình cái nhớt này á là ở 1.1 lít các bạn. 1.1 lít thì nó cũng khoảng là 310.000 các bạn. Đó, 310.000 thì nó cũng là coi như là nó cũng ngang ngang với cái nhớt tổng hợp của Honda bán nha các bạn. Đó, rồi. Thì video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn nhớ like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn. Chào đợi các bạn.